Đây là máy xăng chạy cho xuồng ghe vỏ lãi nhỏ rồi đó. Giờ gắn cái đầu bò này vô. Này gọi là đầu bò ha anh hai. Ừ, đầu bò nhỏ. Gắn đầu bò nhỏ Tắt này mương. vô. Chuẩn bị đi tắt mương. Có rồi thôi con. Có rồi thôi thì không lấy nữa. Nghe nước kìa. Bắt đầu bưng cái máy xuống chuẩn bị bơm. Anh hai đè bộ hành nè anh hai ơi. Ổn. Anh hai để quăng bên đi. Hả? Cái máy giật không nổi vậy. Rồi, tiêu bộ hành của em rồi. Chuẩn bị tắt mương này bắt cá nữa. Chặn cái gỗ lên vậy hả? Đừng cho cá ra hả? Ừ. Cá này ra hết. Chặn gỗ lại và mình bơm nước. Tại hồi chung nhiệt tôi chém hút ba cá ra hết. Bơm nước đừng chuẩn bị tát cái mương này nè, đặng chuẩn bị bắt cá. Ủa mày ngó lại mình thấy không lại thằng nào lại. Chặn lưới ngang đừng cho cá nó chạy dồn lên đây. Đặng bơm. Anh hai nó chạy dồn lại đằng này quá. Khó bơm. Chạy dồn lại đây khó bơm ha anh hai. Đây cá nó gà hết. Nó chém giật nó chém. Có chặn cái gỗ rồi mà. Chặn gỗ nó hút nước nó xìu à. Vậy hả? Bây giờ lấy gỗ ra. Chặn gỗ nhưng mà nước nó hút yếu quá, nó ra yếu quá. Giờ chặn cái lưới xích đằng đó, lấy gỗ ra đằng bơm cho nó nhanh.
con cặp mé mương nó còn hở kìa, nó chui qua sao? Không sao, con bơm nó chút xíu nó cạn giật, nó sợ nó gà cạn nó mới ra. À hả? Anh không lấy nón. Rồi. Cái này. Đây đây. Đây đây. Cái gì cục cưng? Rồi đây. Để vừa.